Một bài này chắc chắn không thể nào không hát trong đêm nay. Không phải cái bài đó. Bởi vì khi chúng tôi đứng trên sân khấu như thế này đang vui vẻ thì chúng tôi lại muốn tưởng nhớ đến người bạn của chúng tôi, là người bạn quá cố Vân Quang Long. Và chính bài hát này mà chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả quý vị kỷ niệm tình cảm anh em với nhau. Xin mời ban nhạc với Chiếc Lá Mùa Đông. Ngay bây giờ muốn nhờ tất cả các quý vị chúng ta bật đèn flash điện thoại lên đi quý vị, để chúng ta cùng làm một cái giây phút rất ấn tượng để cùng nhớ về người bạn của mình. Bật flash điện thoại lên tất cả quý vị ơi. Rồi xin nhờ tất cả mọi người bật flash điện thoại lên luôn đi ạ. Tất cả mọi người chen vô đó không được đâu. Bây giờ hai người chen đó thì hai người phá bên đây, tức là hai người giữa hai người đây. Ok, ban nhạc vào cho vui nhé. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn các bạn.
Rồi nhà máy nha. Rồi nhà máy này luôn ạ. Cảm ơn ạ. Mình có đóng vào trong này để bắt có đóng vào trong. Trung tâm bản quyền. Ok, nhà máy em trước ạ. Nhà máy nào cái vô nè, ok, vô vô chào em xin được với mình tắm nha, vô bé, vô nè, trên cũ rồi phải không? Ok, bác cũng được, vô luôn, vô luôn, vô luôn, vô luôn, vô luôn, vô luôn, nha đây, mọi người sáng lại gần nhau nè, nghiêng người ạ, bảy cho bạn nhiêu tiền người ta đó này bạn đợi anh để cho em với giật cái bớt đây à, mình thích nhẹ qua đây xíu nha. Rồi xuống nhất bất ngờ quậy trời. Dạ rồi ạ, cho anh chia mà cưới là tình không bao giờ cưới quê. Dạ Xin chào mọi người. À, hiện tại đang behind the scene background của chương trình Đại Số Kết Thức Kết Thanh Xuân. Mọi người theo dõi nha. Đây là nhìn máy quay nè. Rồi nhìn máy quay em nè. Rồi. Bấm luôn đi em. Của mình luôn đi em. Mất chút lưng mà. Chị Lan vô đi.